Trong thứ Ba ngày 19 tháng 1 hôm nay, Thủ tướng Trudeau khẳng định nỗ lực tiêm chủng đang đi đúng hướng, bất chấp gián đoạn nguồn cung từ Pfizer. Canada có thể áp đặt các hạn chế đi lại mới mà không cần thông báo. Thủ hiến Quebec từ chối miễn trừ người vô gia cư cho lệnh giới nghiêm. Công chúng được cảnh báo vaccine COVID-19 giả được bán trực tuyến có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Thủ tướng Trudeau sẽ bảo đảm quan điểm của Canada được lắng nghe từ Hoa Kỳ về dự án Keystone XL. Walmart, Costco, Shoppers Drug Mart trong số các doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm COVID. 20 kg cocaine được tìm thấy giấu trong lô hàng chuối ở tỉnh BC. Một người phụ nữ ở Toronto trúng sổ số trị giá 60 triệu đô la dựa trên những con số do chồng mơ thấy. Cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada nổi bật trong ngày 19 tháng 1 do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thưa các bạn, Culture Channel của chúng tôi cũng mới mở một kênh tin tức mới có tên là Culture Channel News. Để cập nhật các tin tức nhanh trong ngày, mời các bạn theo dõi thêm và subscribe nhé. Link để xem và subscribe để ở bên dưới phần description. Các bạn nhớ vào xem nha. Xin cảm ơn các bạn. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Trudeau khẳng định nỗ lực tiêm chủng đang đi đúng hướng, bất chấp gián đoạn nguồn cung từ công ty Pfizer. Bất chấp nguồn cung thiếu hụt đáng kể của vaccine Pfizer cho Canada, Thủ tướng Justin Trudeau hôm nay cho biết ông vẫn tự tin rằng đất nước đang đi đúng hướng để tiêm chủng cho mọi người vào tháng 9. Sự trì hoãn của Pfizer là tạm thời, mục tiêu tiêm chủng của chúng ta trong quý đầu tiên của năm, từ tháng 1 đến tháng 3 không thay đổi, Thủ tướng Trudeau cho biết. Thiếu tướng Danny Fortin, chỉ huy quân sự đứng đầu hậu cần vaccine cho chính phủ liên bang, nói rằng người dân Canada chỉ nên mong đợi 50% liều Pfizer mà chính phủ đã hứa trong thời gian còn lại của tháng Giêng. Thiếu tướng Fortin cho biết Canada sẽ chỉ nhận được 82% liều vaccine mà họ mong đợi trong tuần này và không có chuyến giao hàng nào từ Pfizer vào tuần tới. Các lô hàng chỉ tiếp tục vào tuần cuối cùng của tháng Giêng. Ông Fortin cho biết việc giao hàng dự kiến sẽ tăng lên trong hai tuần đầu tiên của tháng 2 – cho biết ông không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về các lô hàng Pfizer vào tháng tới, cho đến khi ông được công ty thông báo vào thứ Năm. Pfizer đã đưa ra một tuyên bố công khai hôm nay, cho biết công ty đang tìm cách tăng cường sản xuất vaccine để cung cấp tới 2 tỷ liều vào năm 2021. Công ty cho biết để thực hiện được điều này cần phải có những sửa đổi nhất định trong quy trình sản xuất. Pfizer đang mở rộng quy mô hoạt động sản xuất tại cơ sở ở Poors, Bỉ Quốc. Họ dự đoán rằng nguồn cung bị gián đoạn sẽ được cân bằng và có thể giữ đúng tiến độ giao hàng trong quý đầu tiên của năm. Bộ trưởng Dịch vụ công và thu mua Anita Anand cho biết bà đã dành cuối tuần nói chuyện điện thoại với các giám đốc điều hành của Pfizer để lịch trình giao hàng phải trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Trong khi thì nhà máy Michigan của Pfizer chỉ cách 220 km từ biên giới Detroit Windsor, vaccine sản xuất ở đó đã được dành cho thị trường Mỹ. Moderna dự kiến sẽ cung cấp 2 triệu liều vaccine trong 3 tháng đầu năm. Ông Fortin nói rằng việc giao vaccine đó vẫn đang được tiến hành và Canada dự kiến sẽ nhận được 230.000 liều trong tuần đầu tiên của tháng 2. Tính đến ngày 14 tháng 1, Canada đã nhận được 765.100 liều vaccine. Trong tổng số đó thì có 588.900 là từ Pfizer-BioNTech và 176.200 liều là từ Moderna. Các ứng cử viên vaccine hứa hẹn khác từ AstraZeneca và Johnson Johnson đang được các cơ quan quản lý tại Bộ Y tế Canada xem xét. Thủ tướng Trudeau cảnh báo Canada có thể áp đặt các hạn chế đi lại mới mà không cần thông báo. Trích dẫn tình hình các biến thể COVID-19 được xác định từ các quốc gia khác, Thủ tướng Trudeau khuyến cáo mạnh mẽ người dân Canada không nên đi du lịch vì các quy tắc đi lại của liên bang có thể thay đổi rất nhanh. Thủ tướng kêu gọi bất kỳ ai đã đặt các chuyến đi nên hủy bỏ, nói rằng một kỳ nghỉ không đáng cho sự không chắc chắn và có khả năng nhiễm virus hoặc cuối cùng bị mắc kẹt ở nước ngoài. Ông cho biết chính phủ liên bang đang theo dõi nghiên cứu khoa học mới nhất về các chủng dễ lây truyền hơn, chẳng hạn như các chủng từ Anh Quốc và Brazil và các quan chức có thể áp đặt các hạn chế mới mà không cần thông báo trước. Chính phủ tiếp tục khuyến cáo không nên đi du lịch không cần thiết. Mặc dù quyết định đó là tùy thuộc vào người dân và không có lệnh cấm hoàn toàn nào được áp dụng. Trong khi đó, các hãng hàng không và công ty du lịch của Canada tiếp tục cung cấp các gói đi nghỉ và ưu đãi chuyến bay đến các điểm đến ấm áp. Thừa nhận rằng mọi người có quyền đi du lịch, Thủ tướng Trudeau cho biết chính phủ cũng có khả năng áp dụng hình phạt đối với những hành vi gây nguy hiểm cho sức khỏe của người khác. Canada đã có những hạn chế đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào đất nước này kể từ giữa tháng 3 năm 2020, cũng như thời gian cách ly 14 ngày bắt buộc đối với bất kỳ ai trở về từ một địa điểm quốc tế. Vi phạm yêu cầu kiểm tra du lịch quốc tế và tự cách ly của Canada có thể bị buộc tội theo đạo luật kiểm dịch, với hình phạt tối đa lên đến 6 tháng tù giam hoặc khoản tiền phạt lên đến 75.000 đô la. Hôm thứ Ba, Thủ hiến Quebec François Legault cho Ông cảm thấy khó chịu khi thấy mọi người trở về sau các chuyến đi nước ngoài với COVID-19 và đang kêu gọi chính phủ liên bang cấm hoàn toàn các chuyến du lịch không cần thiết. Theo giám đốc y tế công cộng, Tiến sĩ Theresa Tam, ở Canada đã có 23 trường hợp được xác nhận về biến thể được báo cáo lần đầu tiên ở Vương quốc Anh và hai trường hợp thuộc chủng ở Nam Phi. Cơ quan Y tế Công cộng của Canada báo cáo gần 200 chuyến bay quốc tế có ít nhất một hành khách dương tính với COVID-19 gần đây đã hạ cánh tại Canada. Công chúng được cảnh báo rằng vaccine COVID-19 giả được bán trực tuyến có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Cơ quan Y tế Immunize BC đang cảnh báo công chúng không mua liều vaccine COVID-19 đang được quảng cáo trực tuyến. Tổ chức cho biết đã có báo cáo về các email và trang web hứa hẹn cung cấp vaccine coronavirus để kiếm tiền, nhưng các sản phẩm này không hoạt động và thực sự có thể gây hại cho những người sử dụng chúng. Những trò gian lận này lợi dụng nỗi sợ hãi và lo lắng thực sự, nhắm vào những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng. Immunize BC cho biết trên Twitter hôm thứ Ba. Immunize BC nhấn mạnh rằng Cách duy nhất để tiếp cận vaccine coronavirus an toàn và hiệu quả là thông qua các phòng khám do cơ quan y tế địa phương điều hành hoặc phê duyệt. Và bất kỳ nguồn vaccine COVID-19 nào khác phải được báo cáo cho Bộ Y tế Canada. Thủ hiến Quebec từ chối miễn trừ người vô gia cư cho lệnh giới nghiêm Thủ hiến Quebec François Legault cho biết sẽ không miễn trừ lệnh giới nghiêm qua đêm bắt buộc của tỉnh đối với những người vô gia cư, bất chấp lời kêu gọi từ những người ủng hộ và thị trưởng Montreal, bà Valerie Plant. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba, Thủ hiến Legault cho biết ông lo ngại việc miễn trừ chính có thể khuyến khích mọi người giả vờ là người vô gia cư. Ông cho biết lực lượng cảnh sát đã được yêu cầu sử dụng phán xét của họ khi phạt những người vô gia cư và nói rằng ông hoàn toàn tin tưởng rằng cảnh sát thực hiện một cách công bằng. Thủ hiến Legault đã trả lời các kiến nghị của thị trưởng Plant vào đầu ngày hôm nay. Bà cho biết lệnh giới nghiêm đã gây thêm căng thẳng không cần thiết cho những nơi ở của người vô gia cư vốn đang gặp khó khăn trong thành phố. Bà Plant cho biết lệnh giới nghiêm có tác động trực tiếp đến hệ sinh thái của người vô gia cư và những người làm việc với họ. Tôi muốn mọi người cảm thấy an toàn ở Montreal, tôi không muốn họ bị tổn thương nhiều hơn, bà nói. Kiến nghị của bà Plant được đưa ra chỉ vài ngày sau cái chết của Raphael Andre, một người đàn ông gốc Innu, vô gia cư, được phát hiện trong một nhà vệ sinh di động ở vùng Plateau vào sáng Chủ nhật. Bà Plant nói rằng Mặc dù thành phố và tỉnh đã bổ sung hàng trăm giường trong các trại tạm trú cho người vô gia cư trong những tháng gần đây, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Thành phố sẽ thông báo bổ sung thêm 100 giường trong vài ngày tới. Sau đây là cập nhật tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tiến sĩ Theresa Tam, giám đốc y tế công cộng của Canada, cho biết tại cuộc họp giao ban COVID-19 rằng số người mắc bệnh nặng đang tăng lên trung bình có khoảng 4.775 người mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện ở Canada. Hơn 880 người trong số họ đang được chăm sóc nguy kịch và hơn 140 ca tử vong được báo cáo mỗi ngày. Và Tham nói rằng, việc theo dõi các biến thể COVID-19 vẫn tiếp tục. Lưu ý rằng, Phòng Thí nghiệm Vi sinh Quốc gia của Canada cho đến nay đã báo cáo 23 trường hợp do biến thể COVID-19 được phát hiện ở Vương quốc Anh và hai trường hợp do biến thể được phát hiện ở Nam Phi. Tính đến tối ngày 19 tháng 1, Canada báo cáo thêm 4.679 ca bệnh, nâng số ca COVID-19 của Canada lên mức 719.751, trong số đó có 69.663 ca còn bệnh, và trên 630.000 người đã hồi phục. Số ca tử vong là 18.266. Các quan chức tỉnh Ontario cho biết, việc giao vaccine Pfizer hàng tuần tới tỉnh sẽ bị cắt giảm tới 80% trong tháng tới do sản xuất của công ty dược phẩm bị đình trệ. Chính quyền tỉnh cho biết hôm thứ Ba rằng các lô hàng dự kiến sẽ trở lại mức bình thường vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Thủ hiến đất Ford đã kêu gọi Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Joe Biden chia sẻ một triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 được sản xuất tại Michigan. Thủ hiến Ford cũng thúc giục Thủ tướng Justin Trudeau tăng cường gây áp lực buộc công ty phải cung cấp nhiều hơn cho Canada Ontario vẫn hy vọng sẽ đạt được mục tiêu tiêm liều vaccine đầu tiên cho tất cả cư dân tại viện dưỡng lão, công nhân và những người chăm sóc thiết yếu trong tỉnh trước ngày 15 tháng 2. Các quan chức cho biết tỉnh đã tiêm liều đầu tiên cho tất cả cư dân tại viện dưỡng lão, công nhân và người chăm sóc thiết yếu ở các vùng Toronto, Peel và York. Tỉnh báo cáo thêm 1.913 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Ba và thêm 46 ca tử vong. Mặc dù Bộ trưởng Y tế Christine Elliott cho biết số ca có thể thấp hơn dự kiến vì sự cố kỹ thuật. Trong số đó có 1.626 bệnh nhân trong bệnh viện. 400 người đang được điều trị trong chăm sóc đặc biệt, con số nhiều nhất vào bất kỳ thời điểm nào trong đợt đại dịch và 292 người cần đến máy thở. Trong số các ca bệnh mới hôm nay, có 550 ca ở Toronto, 346 ở vùng Peel và 235 ở vùng York. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ ngày 28 tháng 12, tỉnh báo cáo con số ca nhiễm ít hơn 2.000 ca. Tỉnh Quebec báo cáo sự sụt giảm đáng kể trong các ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Ba với 1.386 ca nhiễm mới. Tỉnh cũng báo cáo thêm 55 ca tử vong. Theo số liệu y tế công bố hôm thứ Ba, số ca nhập viện ở tỉnh là 1.500 người, với 212 người trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Tỉnh Manitoba báo cáo thêm 111 ca COVID-19 mới và 11 ca tử vong. Với số lượng giảm trong những tuần gần đây, Chính quyền tỉnh đang đề xuất nới lỏng một số hạn chế đối với việc mở cửa kinh doanh và tụ tập công cộng vào cuối tuần. Những thay đổi có thể có tùy thuộc vào sự tham vấn của cộng đồng, bao gồm việc cho phép các cửa hàng không thiết yếu tìm làm tóc mở cửa trở lại với giới hạn sức chứa. Một thay đổi khác được đề xuất sẽ nới lỏng lệnh cấm tụ tập xã hội bên trong nhà riêng để cho phép hai người đến thăm cùng một lúc. Tỉnh Saskatchewan công bố thêm 309 ca COVID-19 mới và 6 ca tử vong, tỉnh Alberta báo cáo thêm 456 ca bệnh mới và 17 ca tử vong. Tính đến thứ hai, đã có 89.814 liều vaccine đã được tiêm trong tỉnh, nhưng tiến độ sẽ bị đình trệ trong những ngày tới. Tỉnh British Columbia báo cáo thêm 465 ca nhiễm COVID-19 và 12 ca tử vong. Bộ trưởng Y tế Adrian Dix cho biết, tỉnh sẽ điều chỉnh kế hoạch tiêm chủng trước thông tin rằng Pfizer sẽ không gửi bất kỳ liều nào đến Canada vào tuần tới. Bộ trưởng Dix cho biết tỉnh dự kiến sẽ nhận được khoảng 5.800 liều Pfizer, một số lượng tương đối nhỏ so với khoảng 25.000 mà tỉnh dự kiến sẽ nhận được vào tuần sau đó. Nhưng 5.800 liều vẫn là rất đáng kể đối với tỉnh BC và bất kỳ sự cắt giảm nào đều rõ ràng là đáng thất vọng, ông nói. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, Prince Edward Island có hai ca nhiễm mới, trong khi Newfoundland không có ca nhiễm mới nào. New Brunswick báo cáo thêm 31 ca mới và một ca tử vong, trong khi Nova Scotia công bố 4 ca nhiễm mới. Vùng lãnh thổ Northwest Territories có 2 ca bệnh mới. Thủ tướng Trudeau sẽ bảo đảm quan điểm của Canada được lắng nghe từ Hoa Kỳ về dự án Keystone XL. Thủ tướng Justin Trudeau hôm nay cho biết, Ông sẽ tiếp tục nhấn mạnh lập trường của Canada về dự án đường ống Keystone XL. Với chính quyền tổng thống đắc cử Biden sắp tới của Hoa Kỳ, ông Biden có kế hoạch hủy bỏ giấy phép cho phép xây dựng đường ống xuyên biên giới này sau lễ nhậm chức vào ngày mai. Tuy nhiên, thủ tướng đưa ra rất ít chi tiết về các bước tiếp theo của chính phủ khi hai nước bắt đầu một giai đoạn mới trong mối quan hệ ngoại giao. Chúng tôi đã có quan điểm rõ ràng và nhất quán ủng hộ dự án này trong nhiều năm. Chính phủ đang bảo đảm rằng quan điểm của Canada được chính quyền sắp tới ở các cấp cao nhất lắng nghe và xem xét, ông Trudeau nói trong một cuộc họp báo hôm nay. Thủ tướng Trudeau cho biết ông sẽ nói chuyện về dự án vào cuối ngày hôm nay với thủ hiến Alberta Jason Kenney, người đã nói rằng ông sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại pháp lý nếu dự án bị hủy bỏ. Khi được các phóng viên hỏi liệu chính phủ liên bang có ủng hộ hành động pháp lý như vậy không, Thủ tướng Trudeau cho biết Ông ủng hộ dự án và ông cùng với các quan chức Canada ở Washington sẽ tiếp tục tranh luận quan điểm của Canada. Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Erin O'Toole đã kêu gọi Thủ tướng Trudeau liên hệ với chính quyền sắp tới của Hoa Kỳ để bảo đảm dự án Keystone được tiến hành. Trong khi đó, thì lãnh đạo Đảng NDP, Jagmeet Singh, hoan nghênh hành động của Tổng thống đắc cử Biden nói rằng nó trái ngược với sự hỗ trợ của Thủ tướng Trudeau đối với một số dự án tài nguyên thiên nhiên. Lãnh đạo Đảng Xanh Green Party Enemy Paul gọi tổng thống đắc cử Biden là chiến binh khí hậu và nói rằng lãnh đạo Canada không nghiêm túc trong việc giải quyết tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Cũng trong buổi họp báo vào thứ ba, thủ tướng Trudeau cảnh báo các công ty Canada ở Trung Quốc tránh sử dụng lao động cưỡng bức. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết các quan chức chính phủ sẽ liên hệ với các công ty Canada kinh doanh ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc để cảnh báo họ không sử dụng lao động cưỡng bức hoặc tham gia vào các hành vi vi phạm nhân quyền khác. Thủ tướng Trudeau nói với các phóng viên, hoạt động tiếp cận sẽ bao gồm ba công ty tài nguyên Canada đang niêm yết có các dự án và kế hoạch ở Tân Cương, nơi các nhà chức trách đã nhốt một số lượng lớn dân tộc thiểu số người Uyghur theo đạo hồi của Trung Quốc. Tờ Globe and Mail đưa tin hôm thứ Hai rằng, tập đoàn năng lượng tái tạo khổng lồ Canadian Solar Inc và hai công ty khai thác cấp cơ sở, Dynasty Gold Corp và Gopimin Inc tiếp tục hoạt động trong vùng này của Trung Quốc. Ba công ty không đưa ra bình luận ngay lập tức. Tuy nhiên, các luật sư thương mại và những người ủng hộ nhân quyền cho rằng các hành động của Canada mang tính hời hợt hơn là có giá trị thực tiễn vì thiếu các hình phạt đáng kể cho việc không tuân thủ. Canadian Solar vận hành một trang trại năng lượng mặt trời 30 MW gần Thâm Sức một thành phố nhỏ nằm ngoài rìa sa mạc Taklamakan, cách biên giới với Kyrgyzstan, 175 km. Dynasty Gold có trụ sở tại Vancouver, liệt kê mỏ vàng Kitu ở Hatu, một khu khai thác ở phía Tây Bắc, là một trong những tài sản trụ cột của công ty. Công ty sở hữu 70% tài sản, 30% nữa do Xinjiang non Metals Group, một doanh nghiệp nhà nước địa phương nắm giữ. Gopimin là một công ty nhỏ có văn phòng tại Montreal và Hồng Kông. Công ty có 70% cổ phần trong một mỏ vàng được đề xuất ở Tân Cương, Sawe Yerden, nằm cách Kashga, 200 km về phía bắc. Kashga là một trong những thành phố bị kiểm soát chặt chẽ nhất ở Trung Quốc. Copimin đã phải chật vật với khoản đầu tư vào Tân Cương nhưng đang cố gắng chứng minh tính khả thi của dự án một người phụ nữ ở Toronto trúng sổ số trị giá 60 triệu đô la dựa trên những con số do chồng mơ thấy. Một người phụ nữ Toronto đã trúng giải độc đắc Lotto Max trị giá 60 triệu đô la dựa trên những con số mà chồng bà nằm mơ thấy gần 20 năm trước. OLG cho biết bà Dan Pravatudom, 57 tuổi, cũng là người đầu tiên tham gia lễ trực tuyến trao giải thưởng cho người trúng số. Trong video clip, có thể thấy Pravatudom nhận được tấm trác lớn, đeo khẩu trang với hoa giấy rơi khắp người. Pravatudom đã mua sổ số với những con số tương tự trong suốt 20 năm. Tất cả đều dựa trên giấc mơ của chồng bà. Bà cho biết gia đình rất hạnh phúc vì bà đã làm việc chăm chỉ trong suốt cuộc đời. Pravatudom cho biết bà rất vui khi có thể giúp đỡ con mình nhiều hơn với số tiền này. Bà có kế hoạch mua một ngôi nhà và sau Covid-19 bà sẽ đi du lịch khắp thế giới bao gồm cả Anh Quốc và Texas và trở về nhà ở Lào. Pravatudom nhập cư đến Canada cùng 14 anh chị em của bà từ Lào vào năm 1980. Subway có thể tiến hành vụ kiện trị giá 210 triệu đô la chống lại CBC. Tòa án cấp cao nhất của tỉnh Ontario đã đưa ra phán quyết về vụ kiện phỉ bán của nhà điều hành thức ăn nhanh nhất thế giới Subway nhằm chống lại đài truyền hình CBC Canada trong một báo cáo về bánh mì sandwich gà của công ty này được tiến hành. Bỏ qua một phán quyết bác bỏ vụ kiện trị giá 210 triệu đô la của Subway mà không có phiên điều trần, Tòa án Phúc Thẩm Ontario cho rằng tuyên bố chưa được kiểm chứng của CBC đáng được điều tra thêm. Chương trình truyền hình Marketplace của CBC năm 2017 khẳng định khoảng một nửa DNA trong gà Subway thực chất là thịt gà và nửa còn lại là đậu nành. Báo cáo dựa trên thử nghiệm được thực hiện tại Đại học Trent. Một chuyên gia về phương pháp DNA và xét nghiệm thực phẩm của Subway cho biết các xét nghiệm này có sai sót nghiêm trọng và kết quả không chính xác. Công ty đã duy trì các thử nghiệm của riêng mình không tìm thấy quá 1% đậu nành. Subway đã kiện CBC, người dẫn chương trình Marketplace, Chelsea Arco và những người khác làm việc trong chương trình. Họ cũng kiện Trent vì tội phỉ bán và cẩu thả, cho rằng việc thử nghiệm là bất cẩn. Công ty cho rằng chương trình này là sai sót, đã làm tổn hại danh tiếng của mình một cách bất công, làm tổn hại đến doanh số bán hàng và gây ra thiệt hại lớn về tài chính. Walmart, Costco, Shoppers Drug Mart trong số các doanh nghiệp bị phạt vì vi phạm COVID vùng York. Một số cảm thấy các cửa hàng đồ bán lẻ lớn, Big Box, có lợi thế không công bằng khi được phép mở cửa trong thời gian Covid-19 bị khóa trên toàn tỉnh, nhưng họ không nhận được bất kỳ sự ưu đãi nào của cảnh sát và nhân viên pháp luật ở vùng York. Năm địa điểm của Walmart và một địa điểm Costco ở vùng York nằm trong số hàng loạt doanh nghiệp bị phạt trong tuần trước vì các vi phạm Covid-19 như nhân viên sử dụng khẩu trang không đúng cách, thiếu vệ sinh và khử trùng và không giữ khoảng cách tại các quầy trả tiền mỗi hành vi vi phạm sẽ bị phạt 880 đô la. Tổng cộng có 1.928 cuộc thanh tra đã diễn ra từ ngày 11 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1, với 45 cáo buộc được đưa ra. Năm địa điểm của Shoppers Drug Mart cũng bị phạt vì khu máy tự trả tiền không được khử trùng để sử dụng. Một số cửa hàng tạp hóa cũng được trích dẫn, chúng bao gồm Food Basics, Frasco, No Frills và Sobeys. Khu vực lưu ý rằng hầu hết các doanh nghiệp đang tuân thủ các quy tắc nhưng cảnh báo những người vi phạm rằng sẽ có thể thực hiện thêm hành động nếu họ không thay đổi. Những người tái phạm có thể bị đóng cửa tạm thời, vùng York cho biết trong một thông cáo. Tỉnh đã báo cáo 235 trường hợp nhiễm COVID-19 mới ở vùng York vào thứ Ba. Nó vẫn là một trong những điểm nóng virus cùng với Toronto, vùng Peel và Windsor Essex. Thăm dò ý kiến cho thấy ủng hộ mạnh mẽ đối với lệnh giấy nghiêm sức khỏe tâm thần của người Canada giảm gần 2 trên 3 người Canada sẽ ủng hộ lệnh giới nghiêm nếu nó cần thiết để hạn chế sự lây lan của COVID-19, mặc dù họ không tin rằng nó sẽ hiệu quả, một cuộc thăm dò mới cho thấy. 65% người trả lời cuộc thăm dò của Ledger và Hiệp hội Nghiên cứu Canada cho biết họ sẽ ủng hộ việc giới nghiêm tạm thời ở các tỉnh nếu các quan chức y tế công cộng khuyến nghị. Tại Quebec, nơi chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm kéo dài cả tháng 10, 74% cho biết họ ủng hộ động thái này. Tuy nhiên, chỉ 57% người Quebec và chỉ 39% người được hỏi ở phần còn lại của đất nước nghĩ rằng giới nghiêm là biện pháp hiệu quả để giảm sự lây lan của coronavirus. Cuộc thăm dò ý kiến của 1.516 người Canada được tiến hành từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng. Cuộc thăm dò cũng cho thấy sức khỏe tâm thần của người Canada đã bị ảnh hưởng khi đại dịch kéo dài. 21% đánh giá sức khỏe tâm thần của họ là tồi tệ hoặc rất tệ, tăng 8% kể từ tháng 4 năm ngoái. 32% đánh giá sức khỏe tinh thần của họ là tuyệt vời hoặc rất tốt, giảm 10% kể từ tháng 4. 45% khác mô tả sức khỏe tinh thần của họ là tốt, giảm 3% từ tháng 4. 20 ký cocaine được tìm thấy giấu trong lô hàng chuối ở tỉnh BC. Một cuộc điều tra ma túy quốc tế của RCMP ở Kelowna đã kết thúc trong đó có hơn 20 kg khô khen được tìm thấy bên trong hai lô hàng chuối. Vụ việc xảy ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2019, khi hai cửa hàng tạp hóa riêng biệt đều tìm thấy thứ mà họ tin là thuốc bất hợp pháp. Phát hiện đầu tiên là tại một cửa hàng tạp hóa ở Kelowna, khi nhân viên tìm thấy 12 thanh khối lớn chứa ma túy được giấu trong lô hàng chuối của họ. Cuối ngày hôm đó, RCMP West Kelowna cũng nhận được một cuộc gọi từ một người bán tạp hóa sau khi họ báo cáo đã phát hiện ra ma túy trong lô hàng chuối, thêm 9 kg cocaine được tìm thấy tại cửa hàng tạp hóa này. RCMP cho biết bộ phận ma túy của đơn vị thực thi đường phố Kelowna đã phối hợp với Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada CBSA, để xác định rằng những lô hàng này có nguồn gốc từ Colombia. Cuộc điều tra khiến chúng tôi tin rằng ma túy bất hợp pháp này bị nhầm lẫn chuyển đến Okanagan. Sau đây là cập nhật về đồng đô la Canada đồng đô la Canada tăng khi hy vọng kích thích kinh tế thúc đẩy Wall Street. Đồng đô la Canada tăng so với đồng bạc xanh vào thứ ba khi triển vọng kích thích kinh tế của Hoa Kỳ thúc đẩy sự chuồng rủi ro và Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada đang thúc giục chính quyền sắp tới của Hoa Kỳ không hủy bỏ dự án xây đường ống dầu lớn. Đồng loonie được giao dịch cao hơn 0,2% ở mức 1,2729 so với đồng bạc xanh, tức là tương đương 78,56 cents Mỹ. Ronald Simpson, giám đốc điều hành phân tích tiền tệ toàn cầu tại Action Economics cho biết, giá dầu tương đối ổn định cùng với sự chuộng rủi ro đã hỗ trợ cho đồng Canada. Các chỉ số chính của Wall Street tăng khi ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen ủng hộ một gói cứu trợ tài khóa khổng lồ giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới vượt qua đại dịch. Canada xuất khẩu khoảng 75% hàng hóa sang Hoa Kỳ, bao gồm cả dầu mỏ, dầu thô Mỹ giao sau tăng 1,2% ở mức 52,98 đô la Mỹ một thùng. Doanh số bán hàng của nhà máy Canada giảm 0,6% trong tháng 11 so với tháng 12, mức giảm đầu tiên trong 3 tháng. Cơ quan thống kê Canada cho biết, dữ liệu khác trong cùng tháng cho thấy thương mại bán buôn tăng 0,7%. Lãi suất trái phiếu chính phủ Canada có nhiều biến động trái chiều lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm nửa điểm cơ bản xuống 0,805%. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng 0,7852 đô la Mỹ theo bàn gốc Canada. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada của ngày 19 tháng 1 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel. Một lần nữa mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo nhé. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức cũng như để chương trình có thể được tiếp tục. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và luôn bình an. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.